Gia đình anh Trương Văn Thành, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp hiện chăn nuôi 15 con bò, hàng chục con gà và 5 con chó. Vì có giá trị kinh tế lớn nên anh chỉ quan tâm tiêm phòng cho đàn bò, còn lại gà và chó thì hầu như không tiêm. Chó thì nuôi có mấy con cho giữ nhà thôi, chó thì không tiêm. Gà là mình không tự tiêm, cái đầu mình mua giống là họ tiêm thôi rồi. Vì nuôi nhốt hẳn không hẳn ảnh hưởng hẳn gì chứ, nuôi trong khuôn viên của nhà mình thôi. Thời gian qua, Nghệ An xảy ra nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, mà nguyên nhân chủ yếu là do chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chưa đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng. Năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine tại một số huyện đạt thấp, chỉ từ 20 đến 50% so với tổng đàn. Vaccine phòng bệnh cúm gia cầm hầu như không được triển khai tiêm. Trong huyện nông hộ nhỏ thì chủ yếu là họ chơi cái thuốc ở trên cà phê đó. Đàn gia cầm thì họ nuôi ở đây, họ nuôi nhỏ lẻ, họ không tiêm vì là gà họ chủ yếu là họ thả vườn đó. Rồi là đếm thì ngủ cấy nên là cái khó khăn họ bắt rất là khó khăn. Ở đây lớn là họ đấy nuôi một vài con nữa là họ cùng tiêm những ít hơn, vì họ cũng tách ra cái hồ với con vài con được lớn thịt thôi. Người nào mà nuôi những mấy con thì họ tiếp, nghe bảo là chỗ nuôi họ bắn tiêm rồi, cái chỗ nuôi ấy họ đã tiêm, họ đã tiêm cả đấy, đấy. Về đưa về chỉ nuôi nữa thôi. Gà họ mà bị họ tiêm thì còn không thì họ không tiêm phòng đâu. Nghệ An hiện có tổng đàn gia súc gia cầm lớn nhất nhì cả nước. Tuy nhiên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm phần lớn, khoảng trên 70%. Ngoài số lượng đàn vật nuôi ít thì tập quán chăn thả rông cũng khiến công tác tiêm phòng gặp khó khăn. Qua các đợt giám sát cho thấy, tỷ lệ lưu hành các loại mầm bệnh khá cao nên nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan trong thời gian tới vẫn rất lớn. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cái công tác tập trung chấn chỉnh cái công tác tiêm phòng, trong đó có phê bình nhắc nhở một số cái địa phương. Từ đó là đưa ra cái giải pháp năm 2024 là cần là có những cái biện pháp mạnh, giao trách nhiệm ngay từ đầu năm cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt các địa phương, đặc biệt là các cái xã mà lơ là trong cái công tác tiêm phòng năm 2023. Năm 2024, Nghệ An đã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm vụ xuân từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 2024. Các địa phương bố trí thời gian tổ chức tiêm phòng có thể sớm hoặc muộn hơn lịch chung của tỉnh, nhưng phải đảm bảo thời gian tiêm đợt 1 cách đợt 2 từ 4 đến 6 tháng. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên, đối với dạy chó từ 70% trở lên, từ đó nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra.